mới đây, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là ghi giá bán dự kiến của mẫu xe điện VinFast VF3, gây xôn xao vì mức giá khá rẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, theo các thông tin này, xe sẽ có hai phiên bản Base và Plus với giá niêm yết khi không kèm pin lần lượt là 250 triệu và 300 triệu. Nếu người dùng mua kèm pin, con số này sẽ đạt mức lần lượt là 300 và 350 triệu. Nếu mức giá này là đúng sự thật, thì VinFast VF3 sẽ rẻ gần ngang ngửa mẫu xe đối thủ là Huling Mini F hiện có giá từ 239 đến 279 triệu. Tuy nhiên, hiện tại, VinFast chưa có động thái chính thức nào thông báo về giá bán của mẫu ô tô điện này. Không chỉ ở Việt Nam, mà cả khách hàng quốc tế, đặc biệt là ở thị trường Mỹ, đã rất hào hứng với mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về ngày chính thức ra mắt VF3, nhưng có nhiều thông tin cho biết sự kiện này có thể diễn ra vào đầu năm 2024. Sắp tới, VF3 và dàn xe điện của VinFast sẽ tham gia triển lãm điện tử tiêu dùng SET 2024 tại Las Vegas, Mỹ. Tại sự kiện này, hãng dự kiến sẽ giới thiệu một mẫu bán tải điện hoàn toàn mới, có khả năng nằm trong cùng phân khúc với Ford Ranger và Toyota Hilux. VF3 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 3.114mm, 1.673mm, 1.567mm. Ngoài ra, chiếc xe này có chiều dài tổng thể sấp xỉ 3.114mm, dài hơn gần 200mm so với đối thủ là hu Huling Hongguang Mini F 2920mm. VF3 thuộc loại xe mini có thiết kế hai cánh cửa bên hông và một cửa để mở cốp sau. Tuy có kích thước nhỏ nhưng VinFast cho biết xe vẫn có cấu hình 5 chỗ ngồi. Hãng xe điện Việt Nam cho biết VF3 sẽ được trang bị mâm 16 in, lớn hơn một chút so với mâm trên các mẫu xe hạng A như Kia Morning, hay Hyundai Grand i10 có đường kính 15 in. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt giả bao trọn cụm đèn chính, cản trước kéo dài đến vòm bánh trước và logo chữ V đặc trưng của thương hiệu. Tương tự, cản sau cũng kéo dài đến tận vòm bánh sau. Đèn hậu nằm hai bên cùng dài chrome ôm chọn logo VinFast. Về nội thất, VinFast VF3 được trang bị các tính năng như màn hình điện tử sau vô lăng, vô lăng tích hợp nút bấm, ghế ngồi bọc da êm ái, không gian rộng rãi cho tối đa 5 người ngồi. Theo một số nguồn tin, Mẫu xe điện mini nhà Vinfast sẽ có tốc độ tối đa 100 km/h và phạm vi hoạt động 285 km. Ngoài ra, VF3 sẽ được phân phối với hai phiên bản Eco và Plus. Tại Việt Nam, Vinfast VF3 sẽ đối đầu với đối thủ cùng phân khúc ô tô điện mini là Huling Mini F. Ngoài ra, xe cũng sẽ cạnh tranh với các mẫu xe hạng A đã qua sử dụng.